dạ vâng lời đầu tiên thì uh, em hùng ở Đô sài gòn xin uh, gửi lời chào tới các bác và anh em đam mê âm thanh trên mọi miền tổ quốc nhé thì trong clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác và anh em những cái mẫu uh, lọc nguồn mà hiện tại uh, bên shop em đang có hàng uh, bãi nhật uh, và hàng uh, hàng bãi của Thụy sĩ Hay cùng uh, một số đó thì cũng có, có một số con lọc nguồn có san uh, chứa ổ điện cho các bác và anh em tiện chơi uh, Audio uh, cắm nhiều uh, đầu của thiết bị vào nhá Rồi thì uh, đầu tiên thì uh, bác nào hai anh em nào mà đau đô mà chưa có đăng ký căn của em thì các bác hãy cứ ấn vào nút đăng ký ở, ở phía bên tay phải màn hình để uh, những clip mà em đăng lên mỗi ngày các bác được nhận thông báo sớm nhất và cũng như cập nhật được những cái thông tin kiến thức bổ ích về audio và À, thái như những, những giới thiệu về những cái sản phẩm à, thiết bị chất lượng phục vụ à, cho các bác và anh em chơi âm thanh audio được tốt hơn nhé. Rồi à, sau đây thì em sẽ đi vào giới thiệu về lọc nguồn luôn, cùng giống như chia sẻ về vấn đề vai trò và ảnh hưởng của những cái lọc nguồn tới hệ thống âm thanh nha Thì à, một cái dàn máy âm thanh audio mà để à, các bác và anh em đang chơi thì à, được lấy nguồn điện từ những cái à, à, từ cái mạng lưới điện gia đình của chúng ta đưa vào trong hệ thống âm thanh và cái à, hệ thống âm thanh này à, có lua này sẽ à, phát cái âm thanh ra ngoài à, môi trường thì cái đó gọi là âm nhạc của các bác và anh em nghe và chơi hàng ngày thì ở đây nguồn điện nó đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tạo ra chất lượng âm thanh của các, các bác và anh em thưởng thức hàng ngày vì nguồn điện nó có sự nhiều điện nó làm cho cái chất lượng âm thanh của chúng ta không được tốt tiếng bị méo hay bị suy sẹt hay là bị vỡ tiếng không có tiếng không có thực À, âm thanh không có đều được ba cái dạy bát chép chung Đấy. Vì vậy à, Chúng ta muốn chơi audio có một cái chất âm chất lượng Đấy. À, không có nhiều và à, sự à, chất âm rất thật tiếng trong trẻo thì chúng các bác và em phải có một cái nguồn điện à, sạch Thì để đáp ứng à, một cái nguồn điện sạch à, thì uh, chúng ta cần phải uh, có một cái bộ lọc nguồn Đấy, Làm sạch lọc Làm sạch nguồn điện Trước khi Đưa cái dòng điện vào trong dàn hệ thống âm thanh của chúng ta Để xử lý âm thanh Và đưa ra loa vào trong môi trường bên ngoài uh, Có một điều nữa Thì uh, cái, Em nói là vì sao mà cái nguồn điện của chúng ta thường thường Trong gia đình hay bị nhiễu Thì vì uh, cái nguồn điện mà chúng ta đưa vào âm thanh là nguồn điện lưới gia đình và cái điện lưới gia đình thì thường thường trong gia đình của chúng ta thường thường sử dụng rất nhiều thiết bị có dòng điện xoay chiều ấy, như quạt à, máy lăn à, máy giặt à, rồi à, máy xay sinh tố nồi cơm điện những cái yếu tố đó là tạo nên cái dòng điện xoay chiều nó không ổn định nó làm cho cái dòng điện của chúng ta bình nhiều một phần khác thì do ở ngoài cái cột điện của chúng ta sử dụng chung ấy, một cái cột điện chung với nhiều gia đình và những cái dây đó nó chồng chéo lên nhau thì sự truyền truyền tải tín hiệu uh, điện thì nó sẽ gây ra nhiều và cái nhiều đó nó sẽ dẫn trực tiếp vào trong mạng uh, lưới điện gia đình của chúng ta và đi vào trong dàn âm thanh vì vậy uh, uh, lọc nguồn Đấy, chúng ta sử dụng lọc nguồn để uh, xử lý cái nhiều điện là rất quan trọng và nó rất phù hợp cho các bác và em à, đam mê âm thanh, nó đảm bảo cho các bác và em một cái chất lượng âm thanh cực kỳ tốt, Đấy. và điều ngược lại cái lọc nguồn nó sẽ có một vai trò quan trọng trong quá trình mà gia tăng cái tuổi thọ của à, hệ thống âm thanh như loa máy, ampli, cực kỳ, cực kỳ rất uh, tốt nha. Đấy vì là khi mà cái dòng điện của chúng ta mà nó bị nhiều thì nó sẽ làm những cái mặt của chúng ta hoạt động uh, măn, đấy, tỏa nhiệt làm cho những cái vi mặt nó sẽ uh, nóng hơn và dễ hư hỏng hơn Đây. vì vậy là uh, lọc nguồn sẽ làm cho cái dòng điện của chúng ta ổn định này, giảm máy hoạt động tốt hơn không bị nóng máy uh, đấy đó thì uh, các bác và anh em chơi thì audio thì cũng phải để ý những cái vấn đề về nguồn điện nó rất quan trọng nhá rồi, trên video này của em đây thì uh, em có một ít những con lọc nguồn. Bác nào mà anh em nào mà chơi mà có nhu cầu thì hãy chọn cho mình một con lọc nguồn cho phù hợp với công suất của cái hệ thống dàn máy của mình nhé. Thì em đi vào giới thiệu. Uh, trong video này thì em không báo giá thì em báo những cái con lọc nguồn mà hiện tại em không có thôi. Bác nào anh em nào mà muốn biết giá rõ à uh, thì video dài nên em có báo à, thì bạn cứ đăng nhập vào Zalo hoặc gọi điện qua số điện thoại của em 0355 447 550 Hùng Audio Sài Gòn nhé rồi đầu tiên là đó là con lọc nguồn à, 30A đây 30A nha có tên gọi là Delta hàng à, của Thụy Sĩ sản xuất tại à, Thái Lan đây cực kỳ chất lượng nó to to bền Đây thì uh, con này to này tùy vào những con lọc nguồn khác nhau mà giá nó thì khác nhau nó, nó kích thước to thì nó chi phí sản xuất nhiều Đấy. 30A thì hiện tại con này thì uh, giá 400 30A và đây là đây là con 20A này 20A thì ở mốt con này à, đâu đâu em xin lỗi con này là 30A cũng 30A luôn hàng của Sapner Thụy Sĩ trong thời gian vừa qua em cũng bán rất nhiều. Đấy. Con này thì 400 ngàn. 400 ngàn này, đồng giá. Còn những cái con này là gì si của Nhật. Đây. Hàng này hàng NOS si của Nhật 20A. Đó. 20A Ủa. 400 ngàn. 100 000 đấy đó rồi à, có 16A này 12A này những cái dòng 12A này này 12A này thì 320.000 con đó. và có thêm một con 40A đây 40A thì à, 600.000 một con Đấy. em bao ship đó hàng uh, cốt mốt hàng bài mỹ Mazda in Mexico sản xuất tại Mexico Đấy. rồi thì ngoài đó thì có những cái con uh, 20A mà Vimeo đây Vimeo của Subner Đấy. Hàng này thì uh, em bán rất nhiều Nó sẽ có hai cọc Và chữ này chữ LINE Chữ LINE thì dòng điện vô Đây có ba cọc Đấy, Cọc này cọc tiếp mát đây Like thì vô, LOAD thì ra Các bạn chú ý nha Đấy. Đó. Ngoài ra thì em sẽ có một con lọc nguồn ở đây Subner 100A nữa Cái con lọc nguồn này thì nó sẽ À, dùng để cho chúng ta lọc cái tặng cái lọc lọc tổng nguồn Đấy. Thì uh, có hai cái con lọc nguồn bên này của hàng uh, TP2000 cũng giống như uh, CK306 thì những cái con lọc nguồn này cho rất dễ dàng cho các bác nào mà muốn sử dụng ổ điện nhiều. Đấy. nó giúp lọc sạch và có tiền lợi là có ổ điện, có bóng đèn, có công tắc. Đấy, rất ok. Yeah. đó thì bác nào mà uh, muốn chọn những cái con đó thì về chơi thì các bác cứ liên hệ cho em Đấy. thì uh, video của em thì ở đây cũng em cũng giới thiệu sơ qua thôi còn uh, nhiều quá nên em cũng không có giới thiệu hết được bác nào anh em nào mà có nhu cầu chơi thực sự thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại 0355 447 550 Hùng áo Sài Gòn uh, nhá. thì uh, em xin kết thúc video ở đây Bác nào anh em nào mà Uh, thấy xem video tới đây thì uh, cho em một nút like hoặc một cái lời bình để những video sau em làm được tốt hơn rồi chúc các bác và anh em một cái lời uh, một cái ngày mới tràn uh, đầy niềm vui và thật nhiều sức khỏe rồi hẹn các bác và anh em ở những cái clip video tiếp theo rồi em xin chào